Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới của JRU có tên là Tomoe nhé. Let's go. Ok, chúng ta cùng học 4 lần 81 nhé. Động tác đầu tiên các bạn quay lưng lại này. Ok, cúi đầu xuống. Đợi cho mình đến nhịp 4 thì các bạn hất đầu lên. Sau đó kéo hai cánh tay và đẩy về, đồng thời xoay qua trái. Tiếp theo bắt đầu hai lần như thế này. Tay sẽ vuốt lên đến phần cánh tay. Đây, bắt đầu nhé. Một lần and hai lần, ta sẽ dừng ở đây. Tiếp theo này, đánh cái vai trái ở phía trên ra sau, đồng thời kiễng chân trái và nhún hai chân xuống về. Tiếp theo dùng tay trái cúi cằm xuống và đồng thời hất cả hai lên như thế này. Ok, tiếp theo dẫm chân phải đánh vai ra sau, vai phải ra sau, dẫm chân trái để xoay người lên thẳng như sau này. Dậm thì đánh vai và lên như thế này. And, dậm, and, lên. Ok, khi lên đến đây thì các bạn sẽ đặt hai tay che phần mắt, chỉ hở miệng thôi. Và mọi người sẽ nhét mồm vào tôm bo nhé. Ok. Thử lại này. Đợi đến nhịp 4, 1, 2, 3, 4, hất đầu lên. Kéo khỉu tay về đây, vuốt lên hai nhịp đầu và nhún xuống, lên cuối cằm, tạch mở, nhún đẩy vai và về, nhét tôm bọt. Ok, tiếp theo, sau khi nhét xong thì các bạn sẽ thả tay trái xuống, tay phải làm dáng như thế này và kéo sang phía bên tay. Ok, hông các bạn sẽ đánh thật là nhanh chóng dứt khoát sang bên phải nhé. Rồi, tiếp theo hạ tay phải xuống, tay trái chống ở chân, mọi người đổ trụ, nhấc gót chân trái lên, đổ trụ sang phía bên trái như thế này, và sau đó rút về luôn. Tiếp theo đặt tay phải này, tay trái và sau đó hất đầu qua phải. Đúng rồi. Tiếp theo hạ tay và chân giống động tác trước ấy, như thế này. Lần này thì đánh thêm hông này cho mình không phải. Tay phải thì chỉ ngang đầu đánh mặt sang lên. Tiếp theo đặt chân phải về và đến chân trái. Chân trái mình sẽ kiễng nhé, chân phải thì để được. Ok, bây giờ sẽ đánh mắt lên phía trước. Tiếp theo một lần đánh mắt riêng sang phải. Sau đó di chuyển vào chân trái này, dậm 1, 2 và đánh vai và đưa tay và ngồi xuống như thế này. Ok, thử lại nhé. Đang ở đây đấy, đây lên này, tôm bôi kéo sang, đổ trụ ở trái về, tay phải tay trái hất đầu. Tiếp theo dừng, đổ chân, dừng em đánh mắt và di chuyển 1 2 em 3 em vung tay một hai chân xuống. Ok. Rồi, động tác tiếp theo của lần tiếp theo là các bạn đang ngồi lên đúng không? Và vừa hạ vừa xuống. Tiếp theo dùng cho mình tay phải thôi. Thu từ ngón tay vào, sau đó hất lên. Ok. Sau đó thu gập vào, hất lên. Ok. Rồi, làm cùng với đầu luôn. Khi tay thu thì đầu cúi. Hất lên thì theo đầu hất lên luôn và lại xuống. And hất lên, làm cho mình hai lần như thế nhá. 1 này, 2 3 này, 4. Tiếp theo mở tay phải, mở tay trái, vào phải, vào trái. Ok. Mở, mở, vào, khi vào thì mọi người nhấc cho mình chân phải lên như thế này. Và như thế này. Sau đó mọi người sẽ vuốt tay và đứng lên nhé. Ok, thử nhá. Thu tay này, hất lên. Thu tay, hất lên. Mở, mở, về đây, về đây và lên. Ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến nhịp cảm thứ nhất nhé. Chậm này, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2 và 3, 4, 5 và 6, tôm bồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Ok, giờ thì mình sẽ hơi nhét mồm nhỏ xíu. 5, 6, 7, 8, từ từ. Hay, em đây. Ta ra ra ta ra ừ ừ. Từ từ, em từ từ. Tôm bòi lúc ấy hiểu. Ta 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 tan ta tan ta tan ta 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 mắt đánh sang qua như thế này. Ok, động tác tiếp theo giữ nguyên chân phải xoay gót thẳng như thế này, đồng thời tay hạ xuống đi ngược một vòng từ phải sang trái đánh vai theo như sau, và sau đó mở vai và tay về thẳng, dừng đúng hai chân hướng đầu gối sang trái. Ok, lại này, di chuyển 7 8, 1, 2, 3, 4, này, đánh này, vòng sang, mở lại, và dừng. Ok, tiếp theo, dậm cho mình chân phải. Khi mà người dậm chân phải xuống, thì đẩy đầu gối chân trái lên thế này. Tiếp theo, và 2, và 3, và 4, ok. Tiến lên nhé, 5, 6, 7 chân phải này, 1 và 2 và 3 và 4. Ok, tay sẽ như sau, 1 đánh vào hông, 1, 2 ra ngoài, 3, tức là ngược nhé, 3 và 4. Thì mình sẽ đánh lên như thế này, ok, tay lại này, 1 này, 2, 3, 4. Ok, lại nhé. 5, 6, 7, tay. 1, 2, 3, 4. Ok, kết hợp với chân nhé. 1, 2, 3, 4. Ok, lại. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Rồi, một người nhìn rõ lại một ngày. 1, 2, 3, 4. Ok, xong nhé. Sau khi dừng đến đây. Ok, tiếp theo này, mọi người mở cho mình chân trái. Tay lướt xuống. Và sau đó, dậm chân phải để hơi đánh không sao. Khi mọi người dậm chân trái thì mọi người dùng hơi đưa hông nhé. Hơi đưa hông như thế này. Trái này tay xuống này, phải thì tay sẽ là như thế này, và chấp xuống. Ok, thử lại này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, chúc xuống, 8. Ok, động tác theo giữ nguyên chân nhé. Trùng chân xuống này, đúng hai chân xuống và hướng đầu gối ra ngoài. Tay chạm đầu gối, sau đó vào, tay đưa lên chéo và mở ra đánh không qua phải. Tiếp theo này, đấm bên trái đánh không theo, thu về đấm bên phải đánh không theo. Và sau đó mọi người giữ nguyên hông tay dài như này và lướt từ mắt xuống. Ok, lại nhé. Xuống đây này. Dốc xuống, tiếp theo mở đầu gối. Vào. Đánh tay ra. Đấm bên trái, đấm bên phải. Thu tay về đây. Ok, tiếp theo. Tay phải trên cao. Ngửa lòng bàn tay lên mình, tay phải trên cao. Đổi. Đặt hai tay lên trước, mở ra thì nghiêng đầu giống như baby, phút baby á. Sau đó thu về, đầu thẳng và cúi người đưa một vòng từ phải qua trái
Tiếp theo, để bé phải ra xong. Ok, đổi chân lên như thế này. Phải trước nhé, phải, trái. Đồng thời tay đang chéo và đưa ra đây. Sau đó thu từ ngón tay thì một bé sẽ đẩy hông về một bên như thế này. Và sau đó di chuyển. Ok, nối động tác của đoạn thứ hai vào nhé. Di chuyển này, 7, 8, 1, 2, 3, 4, xoay, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, lại nhanh hơn nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc đoạn 2. Ok, bây giờ mình sẽ nhắc được một chút. Ta la la, ta la ta, ta la ta la ta la ta la. Ow. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Động tác tiếp theo, người đưa tay hướng lên này, sau đó trườn xuống như thế này, rộng ra, sau đan vào chéo, mở sang ngang. Tiếp theo này, đưa lên đầu ấy, xoay tay phải lên trước và xoay tay trái lên sau. Ok, khi mà xoay tay như thế này thì mình sẽ nhún và đẩy hông phải cùng với tay phải, lại nhún đẩy hông trái. Ok, về phía chân mọi người có thể để chân phải lên trước hoặc là để song song đều được. Ok, thử lại nhá, đưa tay xuống này. Ok, nhìn kỹ tay của mình nhé. Sau đó vào, ra, nhún xuống, đẩy tay phải lên trước, nhún xuống, đẩy tay trái. Tiếp theo về người thẳng và vung tay lên trước, xoay về cằm như thế này. Và sau đó đánh vai và đánh một quả phù vi nhiều lên một chút. Chỉ có tay là cố định như thế này thôi mọi người nhé. Vai thì được, miệng thì được, ok. Và sau đó mọi người di chuyển 5, 6, 7, 8. Thử lại nhá, nối đoạn này này. Lên, trườn xuống, vào ra, nhún tay phải lên trước, nhún tay trái lên sau và vung lên trước, thu về cằm, nhét, êm, nhét, di chuyển 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, động tiếp theo, tập tay cho mình trước nhé. Vung lên này, mở, thu về nắm. Tiếp theo, vẩy hai lần ở hông. Sau đó đặt tay ở hông để đánh vai phải xuống. Phải, trái, phải, trái. Mọi người tập cho mình quen phải trái xuống đã. Sau đó mọi người sẽ xoay lên thì là đi từ phía trước, vòng lên, sau đó ra sau như thế này. Một vòng, em, phải, trái, phải, trái. Ok, khi tập quen rồi thì đưa vừa cái vòng này thôi, đưa nhỏ thôi, chứ mình không làm nguyên xuống lên đâu, mà mình sẽ hơi phải làm giống như xuống tám. Ok, thử lại nhá, lên tay này, xuống này, vẩy hai lần này, em, phải, trái, phải, trái. Ok, thử nhá.
kết hợp với chân mọi người sẽ dậm phải này, xuống này, dậm trái, vẫy tay này, em dậm nhanh này, 1, 2, 3, 4, ok đây đúng không, thử nhắc 5, 6, 7, 8 lên xuống, vẩy vẩy and 5, 6, 7, 8 ok. Động tiếp theo bật nhảy ra, hai tay đứng ra ngoài như này, mình không muốn bật nhảy ra. Ok, tiếp theo này, đánh gót chân phải vào, đồng thời mình đẩy hông qua phía trái như thế nào thì tay sẽ chạm đầu, chạm đầu này. Tiếp theo này, xoay hai gót sang phía bên phải, đẩy hông ra, tương tự như lúc nãy thôi, mình sẽ dùng cả hai gót chân. Đây đúng không? Phải, à trái, em không phải. Ok, tiếp theo, xoay gót về thẳng, xoay gót chân trái về thẳng, để mình đổ gót chân phải vào như thế này và đổ người vừa phải không sang phải, đồng thời hai tay vừa hướng ngược lại và mắt nhìn xuống sang phía bên này nhé các bạn, như này, sau đó kéo về, kéo tay phải về. Ok, sau đó thì đúng rất đi theo nhé, đúng rất theo luôn nhé. Đây nối lại nhé, nối lại này, dậm phải xuống, dậm trái, vẩy and 1, 2, 3, 4 bật ra trái phải and kéo về. Ok, tiếp luôn này, dậm trái vòng cho mình 2 lần, tiếp theo dậm phải 2 lần. Ok, dậm trái lên để tay để chân ngang với nhau á, đổi tay phải lên trước, kéo về và về hai tay như thế này, phải trái và về. Ok, khi là động tác này phải trước hông thì người lại đánh hông sang phía trái, đây đây và về thì người sẽ về thẳng hông như thế này, phải trái và về. Tiếp theo bật hai tay và hướng lên trước, mở ra như thế này thì chân mọi người sẽ dậm lần lượt từ chân phải nhé, phải trái và di chuyển về vị trí một vị trí như thế này. Ok, thử lại nhé, đang ở đây đúng không? Đang đây, dập trái đánh hai vòng, dập phải đánh hai vòng, dập trái đẩy hông và đẩy tay phải lên, đổi về em dập ra. Ok, nối vào nhé, cửa đoạn 3, 5, 6, 7 cửa đoạn 5 từ đâu nhỉ? Năm, sáu, bảy, tám, 1 và 2 và 3 và 4 và 5 6 và 7 8 1 và 2 và 3 4 và 5 6 7 8 là đi khúc. Ok, thử lại nhé, nhanh một chút, 5 6 7 8 1 và 2 và 3 và 4 và 5 6 và 7 8 1 và 2 và 3 4 và 5 6 và ok rồi, một đoạn điệp khúc nha. I'm a big tall boy boy. Thì bây giờ động tác tay trước này, đang chéo tay kéo ra, big tall thì lực ở tay, boy thì bạn hạ tay xuống như này, vòng lên, nhớ là hạ cả hai tay vòng sang bên trái. Ok, chân này, các chân người đang ở đây đúng không? Bây giờ bíp mở chân trái ra. Ok, người đẩy về trước, bíp tôm về bình thường, boy nhún cả hai chân. Ok, sau đó xoay sang như này thì mọi người về đây, tay phải luôn luôn cao hơn tay trái cho mình nhé, cao một chút. Tập tiếp theo kéo tay phải xuống 2 lần này, 1 và 2 và nhớ nhịp và cuối cùng là phải nhả lên, mà nhả lên thì tay phải vẫn phải cao hơn tay trái. Ok, đi này, xuống và ok. I'm a big tall boy, lên em xuống em. Ok, các bạn nhớ tay chưa? Bây giờ khi các bạn kéo tay như này thì các bạn sẽ để đánh không qua phải 1 và 2 và thế đâu, đánh không qua phải 2 lần, 1 và 2 và nhớ nhịp vào cũng phải nhả về nhé. Thử tay này, em 1 và
2 và đúng 1. Tiếp theo dẫn chân phải đánh bên phải sang ngang, thân bí bên này. Và chân trái mình không dậm đâu nhé, đừng dậm như thế này nhé. Các bạn chỉ được dậm chân phải. Ok, 1 và 2 và đây. Sau đó, đây ví dụ là khi các bạn đưa tay đúng không? Theo bản tính là cái tay trái này mình cũng hơi bật lên, hơi đưa lên ngang ngang. Các bạn sẽ lại phải kéo nó dậm về một lần nữa. Ok, tức là mình sẽ đi tay này, phải, trái. Ok, sau đó thu chân phải ra sau. Thu chân phải ra sau như thế này thì tay mọi người sẽ lại để tương tự chân này, nhưng tay phải vẫn lại cao hơn. Ok, hông đổi lên, xoay gót chân phải ra ngoài và đưa hông lên cao, đồng thời tay phải trên. Tiếp theo đánh hông xuống bên phải một lần nữa, lại kéo tay xuống và xuống. Ok, các bạn dễ hình dung đúng không? Ok, từ đầu nhé. 5, 6 này, pit, tôm, boy, lên, and 2 lần hông, and mở, and lên hông, and đánh hông 2 lần. Ok, tiếp theo, dẫn cho mình chân trái, là cái chân nào ở trên ý, thì mọi người đánh 2 vòng ở đầu. Ok, tiếp theo này, dẫn chân phải, dẫn chân trái, dẫn phải, dẫn trái đánh tay. Nhanh nhé. Ok, bây giờ hình dung lại cho mình cái đầu nhé. Khi bạn nhấc chân thì cầm lên xuống, nhìn qua cùng hướng chân luôn, lên xuống, and đây, and năm và. Ok, đó, tiếp theo dậm chân phải, đưa tay chéo và sau đó mở ra như này. Ok, lại nhé. I'm a big tall boy. Hey, ta 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 lên, ta 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 đánh hai phải trái phải vẩy vẩy em dậm phải trái tiếp luôn này, mở chân trái tiếp, đưa thẳng hai tay xuống đánh hông một vòng chân trái có phải. Tiếp theo chốc tay lên, đánh xong vòng hông thì ta sẽ lên đây và sau đó đập vào hai lần đập. Ok, các bạn không được đập đập mở mà đập đập xong thả tay bình thường để nó tự mở ra, đập đập. Ok, tiếp theo lại dậm phải dậm trái lần lượt, nhưng tay sẽ kéo xuống như thế này, xuống và xuống. Các chị thì đồng thời dậm chân này, phải và trái nốt nhé, sau đó nhún và đánh không có phải, rút tay lên. Tiếp theo đổi hông qua trái thì tay mở ra sau gáy và lên thẳng, tay xuống, sau đó mở chân phải, kéo tay sang phía bên mắt như thế này, hất lên và hất đầu xuống, đồng thời thu ngón tay là vào đạn sau ạ. Ok, khi bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp cả đoạn điệp khúc đấy nhá. 5, 6, 5, 6, beat, tom, 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok, nhanh hơn nhá. 5, 6, beat, thom, 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok, lại một lần nữa. 5, 6, tiếp thông rồi. Hey, ta 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 ta
đấy chứ bạn? Wrap nhé. Ok, sau khi động tác trước các bạn dừng ở boy đây đúng không? Thì nó sẽ là vào nhịp 1, 2, 3, 4. Ok, à nó vào nhịp 1, 2, 3 của đằng sau. Thì bây giờ sau khi các bạn làm này sẽ dừng động tác trước nhá. Đây, sau khi các bạn bắt đầu và làm ngón tay như thế này. Tiếp theo là đan tay chéo, mở ra nhá và rút về tận được hai phần cánh tay như thế này, mở và sau đó đóng tay vào. Thì các bạn sẽ đẩy hông trái lên cùng này, lên và kéo về. Ok, khi kéo về thì các bạn sẽ nhún nhẹ lên kéo về, sau đó bật nhảy chân phải. Ok, đồng thời hất tay phải qua đầu như thế này, tay trái thì đặt ở hông nhé, đang đây đúng không? Để chân phải hất tay qua đầu và tiến lên này, tiến lên, mở tay ở đây, xé ngón tay ra như này mình nhé, mở ở đây và sau đó này các bạn hất vai lên một lần và nhả về, sau đó dậm chân phải ở chân đằng sau, kéo ngực lên như thế này và cập hai lần xuống. Ok, tiếp theo này, đổi chân phải lên trên và người chốc tay xuống như thế này. Ok, và sau đó vỗ hai lần thì các bạn sẽ nhún dần xuống, vỗ nhún dần xuống như này và rút từ khỉu tay lên, chân lùi. Ok, làm mình vô miệng nhé, nhún hai lần. Ok, thử lại và 1, 2, 3 chéo về, bật nhảy chân phải, tiến lên, mở tay, hất vai về, kéo ngực xuống hai lần, đổi chân lên xuống, vỗ nhún em rút và nhún. Ok, sau khi nhún xong thì tiếp theo này các bạn tay chân ấy chéo ra và lên. Ok, còn chân sẽ như sau: chéo, xoay chân về, nhún về thẳng chân và nhún. Ok, thử lại này, vương miệng nhún hai lần, chéo nhún và nhún. Ok, tiếp theo đặt chân trái ra sau, chân phải lên trước để mình tiến bước lên như thế này. Ok, đây đang ở đây đúng không, và tiến lên. Ok, tiếp theo này đan chéo tay như thế này, mình nhìn kỹ này. Ok, đặt chân phải sang ngang thì mở tay ra như thế này, sau đó đồng thời nhún chân nhé, nhún lên thẳng đan chéo và đẩy qua phía bên trái, vuốt tự cầm xuống ngay cho mình, đầu sẽ người sẽ hơi ngửa ra. Ok, tiếp theo quay qua phải này, đưa tay ngang như thế này, thu về thì lại nhún hơi ngửa đầu ra và lên thẳng, sau đó mọi người sẽ freeze tay 4 nhịp. Ok, lại nhé, 7, 8 này, thu tay vào lên về, bật nhảy chân phải, tiến lên, mở bàn tay phải, hất vai xuống em gập hai lần, đổ chân xuống, vỗ nhún rút lên, vô miệng nhún hai lần, mở ra nhún hai lần và nhún hai lần, tiến lên em mở và ra, để qua trái qua phải, nhún xuống, hất lên and free nhịp. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp đạo rap nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4. And 1, 2, and 3, 4, and 5, 6 và 7, 8 và 1, 2 và 3, 4, 5,
7, 8. Khi mình sẽ đếm nhanh hơn nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tiếp theo là đoạn của sơ xua và gần vào điệp khúc lặp lại đoạn này. Nhưng bây giờ đoạn sơ xua hay hát thì mình sẽ lại dẫn là riêng một đoạn nhé. Ok, tiếp theo xua xua thì mọi người sẽ đưa chéo tay và đưa ra khoai cơn như thế này. Ok, thử nhé. 1, 2, lên 3, 4. Sau đó free miệng hoặc là vai như thế này. 5, 6, 7 và sau đó mọi người sẽ vỗ giống như mọi người phẩy tóc ở đây này. 2 lần. Sau đó đưa lên trước, thu về cằm và đánh thật tay, nhanh tay ra ngang. Ok, sau đó nhún chân và hất tóc. Tiếp theo thì sẽ đến là này, thì mọi người đã học rồi nên bây giờ mình sẽ đến nhịp luôn nhé. 5, 6, 7, di chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, nhún 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8, 1 và 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8, đó là lại. Ok, tiếp nối thì lại là đoạn điệp khúc chúng ta đã học rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người sau đoạn điệp khúc thứ 2 nhé, thì chúng ta sẽ làm gì. Ok, khi đoạn điệp khúc thứ 2 thì vẫn có câu mà this is my other tune đúng không? Thì giờ mọi người sẽ không làm tác này nữa, không làm nữa. Chúng ta sẽ thay bằng đưa chân trái sang ngang, tay phải đưa xuống và đặt hông như thế này. Sau đó thì mọi người đánh hông 2 lần qua phía bên trái. Đây và đây. Ok, thay bằng cái này thì đưa chân qua trái và đánh hông 2 lần. Ok, sau đó mọi người sẽ di chuyển ngang hướng đây thì bên trái nhé, bên phải. Ok, như thế này, đặt cho mình chân phải lên, đánh hông này 1 2 3 lần như thế. Sau đó thu chân phải về, đổ chân như thế này và tiếp và tiếp và tiếp. Ok, thử lại nhé. 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Tiếp theo nhịp 8, cuối cùng thì người sẽ bước sang phía bên phải và lướt chân trái theo. Ok, lại nhé. Từ this is my attitude. 5 6 7 8 1 2 3 4 di chuyển. 5 6 7 8 và 1 2 3 và 4 và 5 và 6 và 7 8. Ok, bây giờ nhá, 1 2 3 không có gì hết ở phía trên, đây tay thả lỏng như thế này. Tiếp theo nhịp 4, khi các bạn đổi chân như sau thì người sẽ cúi xuống, tay trái sẽ đặt lên vai người phía trước, đầu cúi luôn. Ok, động tác thứ 5 sẽ hơi thấp một xíu, tay vẫn để im, đầu sẽ ngửa. Khi mọi người đổ chân lên như thế này thì các bạn phải đánh ngực và hông, ngực tấn công, mông phòng thủ đó. Ok, đánh lên. Ok, đổi về thì ngược xuống này, nhắc lên thì đánh và 1 quen lại ép và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Khi các bạn đã quen rồi thì hạn chế phần khom lưng, mình chủ yếu tập trung vào phần đẩy ngực thôi. Nối vào nhé. 7, 8 và 1, 2, 3, cúi 4, lên 5, 6 và 7, lướt 8. Ok, lại nhanh hơn.
5, 6, 7, 8, n 1, 2, 3, n 4, 5, n 6, n 7, 8, về đây. Ok, động tác tiếp theo thì mọi người sẽ phủ đi dán thôi. 8 sau khi kéo lên đúng không? Thì 1, 2, 3, 4 các bạn làm dán cho mình. Sau đó 5, 6, 7, 8 thì di chuyển xoay một vòng này. Bước tới phải 5, 6, 7, nhịp 8 dậm sang ngang đồng thời. Hất đầu xong. Ok. Rồi, sau đó đến đoạn la 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 ấy. Ok, bây giờ mọi người ôn đoạn này trước nhá. Rồi, từ đoạn này 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 và 4 N 5, 6, 7, 8 N 1, 2, 3 cúi xuống, ngửa 5, ngửa 6, ngửa 7, 8 1, 2, 3 4 N 5, 6, 7, 8. Ok, nhanh hơn nhé. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 và 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6 và 7 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn của xua xua la la. Ok, đây là các bạn sẽ tập tay trước cho mình nhá. Rồi, xoay tay từ trong ra ngoài, bàn tay thả lỏng, gỡ để hướng bàn tay lên trên. Nói chung thả lỏng, 4 nhịp ở dưới. 1, 2, 3, 4, sau đó lên 5, 6, 7, 8. Nhớ là các ngón tay di chuyển nhé. Còn chân này, mở rộng chân. Tập cho mình trước nhá, nhấc chân. Ok, hướng xuống, là đánh không có phải. Tiếp theo là nhấc, xuống, nhấc, xuống, nhấc, xuống, nhấc, xuống, nhấc, xuống, nhấc. 1, 2, 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 dậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kéo tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, tiến lên 2, 2, 3, 4, ok. Rồi chưa? Bây giờ hông các bạn sẽ phải đi gần giống hình vuông cực số 8 nhá. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp tiếp đoạn này nhá. Như nãy đâu, 5, 6, 7, 8, 1, hình như mình quên chưa nói đầu đúng không? Ok, 8 là đầu các bạn đang quay qua phía bên rất quay về trái đúng không? Là đầu giữ in. Tiếp theo, khi tay đổ qua đây thì đầu sẽ đặt về phía tay như thế này. Ok, đầu chỉ thế thôi, đổ vào nhá. 5, 6, 7, 8, N, 1, 2, 3, 4, N, 5, 6, 7, tiến lên đầu về thẳng. 2, 2, 3, 4, ok, còn 5, 6, 7, 8 sẽ như sau. 4 là các bạn vừa dậm chân trái đúng không? Tiếp theo dậm một lần nhịp 5 thì nhún hai chân và đẩy hơi đổ người sang phía bên phải. 5 này, sau đó xúc lên 6, 7, 8. Ok, tay mọi người sẽ thả lỏng hai bên. Nhưng lưu ý lên, đẩy tay ra phía sau, phần mông ấy. Thả lỏng ở đây chứ không thả lỏng ở đây nhé. Không thả lỏng đây, thả lỏng ở đây. Ok, đi này. 5, 6, 7, 8. Ok, thử lại cả luôn nhé. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 tiến lên hạ tay. 2, 2, 3, 4 N, 5, 6, 7, 8. Ok, 8 bạn dừng đây đúng không? Tiếp theo, nhịp 1 hạ chân phải xuống, nhún hai chân đồng thời, đẩy ngược ra sau. Ok, sau đó nhịp 2 mọi người sẽ xoay một vòng thật là nhanh từ ngực đưa lên từ phải để lên trên và xuống nhịp 3, nhịp 4 mặt lên. Ok, thế là mình sẽ đi 1, 2, 3, 4. Ok, nhịp 2 và nhịp 4 đi một vòng thật là nhanh. Thủ nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nhịp 1 và nhịp 3 các bạn làm rõ rõ ạ. 1, 2, 3,
che phần mắt lại. Ok, để né. 1, 2, 3, 4. Ok, tiếp theo nhịp 5, 6, 7, 8. Tay để ở sau tay phải. Để ở sau. Người sẽ bước cho mình chân trái trước. 5, hướng đẩy cao cái chân phải ra ngoài như thế này. Giờ xoay đầu gối và ra ngoài và dập. Tương tự đẩy cao lên, xoay đầu gối và ok. Dập trái này. Xoay đầu gối, dập phải, xoay đầu gối, trái, phải. Em 1 2 3 4 em 5 6 em 7 8. Ok, bây giờ các bạn nghĩ cho mình nhịp nhá. Hai cái đầu tiên, hai cái dập chân đầu tiên thì sẽ là nhịp đôi này. 1 2 3 4 nhanh 5 6 7 8. Ok. Tay thì các bạn sẽ chỉ để đâu? Tay trái thả lỏng, tay phải để ở sau. Ừ nhá. 5 này, 6 này, 7 này, 8 xuống 1 2 3 4 em 5 6 7 8 nhanh 1 2 3 4 em 5. 5 thì bạn sẽ hạ tay xuống. Ok. 6 đưa tay lên và đổ người trước. 7 8 thu về. Là xong động của chua chua. Ok, mình sẽ nối từ đầu của đoạn chua chua vào nhé. 5 6 7 8 đi 1 2 3 4 lên 5 6 7 tiến này 1 2 3 4 em 5 6 7 8 1 2 3 4 em 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, nhanh hơn nhé. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Bạn tiếp theo nhé. Ok, sau khi các bạn dừng đây, bây giờ các bạn mở vung thật là nhanh, tay lên. 1 2 vung lên đây rồi. Ok, và sau đó bật chân thật là nhanh nhé, phải trái như thế này để đi lên 1 2 và lên đến đây. Ok, các bạn đi thật là mạnh mẽ lên, đi 1 2. Ok, đi như thế nhé. Động tác tiếp theo sau khi các bạn đi lên như thế này thì các bạn sẽ đi bước nhỏ, đi bước nhỏ, đi bước nhỏ, đi bước nhỏ để mình di chuyển. Còn tay các bạn sẽ dọc xuống 3 4 đến đây. Ok, thử làm nhé. 7 8 em 1 2 em 3 em 4. Ok, hình dung chưa? Ok, tiếp theo này. Tay phải ở trên kéo ra 5 và 6. Hai lần kéo ra thì đồng thời mình sẽ mở chân phải đánh hông bên phải 5. Ok, dậm lần chân trái đánh hông bên trái 6. Ok, tiếp theo đổi tay này. 7 và 8 thì lần này mình sẽ đánh hông hai lần bên phải. 7 và 8. Ok, thử nhé. 5, 6, 7, bước thật nhanh. 1, 2, lùi ta tà tát. Em dập phải, dập trái, đánh hông phải và phải. Ok, động tác tiếp theo. Bước cho mình chân phải về giữa. Thu chân phải về. Tập tay này. Tay trái vào xuống, tay phải bật lên. Đổi qua đây thì là ngược lại. Trái, phải, sau đó mở chân phải, hướng kiễng chân và hướng cho mình đầu gối vào trong như thế này. Ok, và mọi người sẽ dừng ở dáng này luôn. Thì sẽ đổi tay phải lên, chéo mình dấu cộng ấy. Trái dấu cộng và mình mở cái ngón tay như này nhé. Ok, lại này. Bên trái, bên phải, mở chân và tay dừng. Ok, tiếp theo này. Xoay tay qua như thế này. Đồng thời các bạn thu ngón tay vào. Thu và xoay tay sang. Ok, sau đó mở tay trái ở trên, tay phải ở dưới.
Ok, tiếp theo đẩy chân về thẳng và lại về như cũ. Sau đó idle thì các bạn hất tay và vai lên idle. Ok, lại nhé. Tập từ hư hư cho quen nhé. 7 7 8 này, bên trái bên phải, dừng, thu, xoay về đây, lên, vòng về em ai đủ. Ok, tiếp theo lặp lại cho mình từ đầu nhé, từ đây cho quen. 5 6 7 đi lên, 1 2 lùi nhanh, lùi nhanh, em phải em trái, phải và phải, thu trái phải, đặt ngang, xoay về ngang, đặt trái lên, hừ em ai đủ. Ok, ai đủ. Ok, lại nhé. 5 6 7 8 em 1 2 em 3 em 4 em 5 6 em 7 em 8 1 2 3 4 dừng, đánh lên ai đủ. Ok, tiếp theo nhé, tí nữa mình sẽ ôn nhìn chậm sau. Đốt động tác này, động tác tiếp theo là các bạn mở tay ra ngoài đúng nhịp, chân di chuyển nhanh ta, 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 ta. Như thế nào để mình xoay hướng sang phía bên phải. Ok, đây tay đang ở đây đúng không, 1 và 2 và ok, di chuyển đúng thế cho mình dẫn chân phải trước này, tay phải chân phải, 1 và 2 và tiếp theo bật chân ra ngang. Ok, tay lên, 3 và 4 thì giờ mỗi lần các bạn đưa tay lên, đưa tay lên như vậy, sẽ phải đẩy ngực, 3 và 4. Ok, khi làm thế này thì hơi đứng chân xuống, 3 và 4. Ok, lại nhé, di chuyển này, 1 và 2 và bật ra, 3 và 4. Ok, tiếp theo này, dậm, thu chân phải vào trước, sau đó đến chân trái sẽ kiễng, tay đưa chấp xuống nhé, đưa từ trước này qua sau như này, 2 vòng. Ok, khi đưa thì đẩy thêm ngực em. Ok, thử lại nhé, 3 và 4 và 5. Tiếp theo đổi chân này, và 6. Ok, đổi tương tự thôi, và 5 và 6 và 5 và 6. Ok, tay này, và 5 và 6. Khi các bạn làm nhanh thì giống như mình chỉ bật một cái đầu gối và 5 và 6. Ok, thử lại nhé, tay ra, 7 8 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6. Ok, tiếp theo nhịp 7 các bạn đánh tay ra sau, đánh tay ra sau, chân sẽ nhún xuống đây, sau đó bật nhảy lên để xoay hướng về phía trước thì tay sẽ đặt được, tiếp theo đặt chân này xuống thì về dáng như thế này. Ok, mình chỉ vào đúng nhịp thôi, đúng nhịp này không, 7 và 8. Xin lỗi mọi người, là hướng này không, thì hướng này hướng nặng ta nhớ nhá, 7 bật lên và 8. Ok, 8 này chuẩn nhé. Ok, bây giờ thì tiếp theo sau khi bạn dừng ở đây, động tác tiếp theo này mình đổi tay domino ấy, đổi tay xuống phải trái như thế nào thì các bạn bước cho mình chân phải sang để mình xoay hướng này, đừng thừa nắm tay nhá, 1 và 2 3 4 được chưa. Tiếp theo lại đứng bên phải sẽ sang 5 6 7 8 để quay sang hướng này. Ok, lên đây đúng không, 1 và 2 3 4 5 6 và quay lên đây. Ok, tiếp theo 7 8 thì là cái đoạn phiêu phiêu mà tê 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 tô bòi phát đoạn này. Ok, sau khi các bạn quay qua đây được rồi thì bước cho mình chân phải xuống này, đẩy hông sang phải, nhún sâu và chậm một chút, đợi nha, tay sẽ trượt xuống. Ok, đầu ngửa, và sau đó này khi từ bòi các bạn giật đánh hông trái lên như thế này và đầu cúi xuống, và sau đó lại nhả dần dần xuống. Ok, thử lại.
từ đằng này nhé. 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7. Ra đây. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boy. Nhả về. Ok. Rồi bây giờ lưu ý cho mình cái đoạn này nhé. Sẽ khi bạn bật tử ra đây đúng không? Đoạn domino á, thì sẽ có 4 nhịp các bạn vào nạp được. 1 và 2 cũng được, hoặc là 3 và 4 cũng được. Ok, nghĩa là đến nhịp 4 các bạn quay về đây cho mình là được. Ok, được nhé. Bây giờ nối cho mình từ đoạn đầu. Nhịp nhá, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4 và 5 và 6, 7 và 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp nhanh một chút. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok, nhanh hơn một chút nữa. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ok. Tiếp theo là đoạn cuối cùng. Sau khi các bạn lơi xong ở đây, lên nhịp 1 là boy đúng không? 1 này, 2, 3, để chân tại chỗ đánh không? 4, 5, 6, 7, 8, 1, dẫn chân phải chân trái. Sau đó bước xuống này, 2, 3, 4, quay lên 5, 6, 7, 8. Ok chưa? Lại cho mình nhá. Ta là tôm. 1, 2, 3, đánh 4, 5, 6, 7, 8, dập 1, 2, 3, 4, quay lên 5, 6, 7, 8. Ok, tiếp theo chúng ta mới tay chân nhá, rút tay lên này, hạ xuống 1, sau đó 2, 4. Ok, cứ mỗi một lần di chuyển thì bạn sẽ phải di chuyển lại, dừng. Ok, lại 1, 2, 3, 1 đoạn, 4, 5, 6. Ok, 7, 8 thì nhả ra là biệt thoát khác. Ok, còn chân sẽ đi sau này, 1, nhấc 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mỗi lần 4 và 6 chúng ta sẽ xuống người thẳng, người xuống thẳng và đẩy người xuống. Ok, thử nhé. 5, 6, 7, 8, 1, dập 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo, 7, 8, về thẳng. Ok, bây giờ tập các đoạn của mọi người khác thì mọi người sẽ để hông như thế này. Mở tay lên này, 1 và đánh đầu, 2 và lên ngực, xuống, 3 và 4, 5, 6. Ok, tiếp theo này, 7 dẫn trái trước, đánh tay vào, 7 nhấc lên và dừng ở đây. Ok, thử lại nhé. Đánh vào hông này, 1 và đánh đầu, 2 và 3 và
4, 5, lên chân trái, nhấc, dừng và kết thúc. Các chị, bây giờ mình sẽ bàn tính cho các bạn nhé. 5, 6, 7, 8, em 1 và 2 và 3 và 4, em 5, 6, em 7, 8, dừng. Ok. Rồi, khi các bạn tập 10 ở giữa là sâu nhân thì phải, thì các bạn chỉ đổ tay đặt ở vai người trước thôi. Tay thì cũng mở 1 và 2 và 3 và 4, 5, 6, em 7, 8, 1. Đó, không khác gì cả. Chỉ thay vào để không bằng để ở vai người phía trước. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối cái đoạn này vào nhé. Nhìn từ đây, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1. Sẽ đến nhanh và kết thúc lại này luôn nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1. Như vậy là mình đã cùng mọi người trải qua từ đầu đến cuối bài Tomboy. Thì động tác chỉ có như vậy thôi. Mình rất mong là mọi người sẽ học và hoàn thành xong thật là sớm bài này, học thật là tốt nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Và mọi người hãy like, subscribe ủng hộ cho mình nha. Bye bye và hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo.